Chào các bạn, phố đi bộ này đẹp quá các bạn ơi. Mới có 5 giờ chiều thôi, ngày thứ hai 21 tháng 1. Rất là đẹp các bạn. Đây đường Hoa Nguyễn Huệ đang chuẩn bị các bạn ơi. Đây là các bạn, đường Hoa Nguyễn Huệ đang chuẩn bị đó các bạn. Hồi sáng mình có quay lại clip này, thì bây giờ mình quay ở cái mặt ở trong cái đường hoa này cho các bạn xem ha. Mình zoom lại cho các bạn xem hơi rõ rõ nè. Đó, mình tua một vòng cho các bạn. Hai bên đường là hai cái hàng xe, hai cái đường xe đi nè các bạn. Bên đây là hướng xe và ủy ban nhân dân thành phố. Bên đây là đi ngược lại các bạn. Rồi mình stop clip ở đây nha các bạn.